Tuấn Nam xin gửi chào đến tất cả các bạn click vào video của mình. Như các bạn cũng đã biết, hiện nay mẫu xe Honda Future 125 FE của năm 2022 các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây đang nhận được sự quan tâm từ rất nhiều người tiêu dùng Việt Nam chúng ta. Và hiện tại nhiều bạn cũng đang mong ngóng mong chờ tới sự xuất hiện của một phiên bản mới, mẫu xe mới cho năm 2023. Tính đến thời điểm hiện tại cũng đã hơn 4 năm cho một vòng đời của mẫu xe Honda Future rồi, và rất có thể trong thời gian cuối năm nay, mẫu xe Honda Future phiên bản mới sẽ được cho ra mắt các bạn nha. Tại sao lại như vậy và nó sẽ thay đổi những gì thì thông qua video ngày hôm nay, top 5 sẽ bằng những minh chứng cụ thể để có thể nói trên mẫu xe Way 125i của Thái vừa được cho ra mắt. Các bạn có thể theo dõi chính diện trên hình cho mình luôn này. Ngày mùng 4 tháng 10 vừa rồi, mẫu xe Way 125i phiên bản mới nhất năm 2023 đã được cho ra mắt rồi. Với một cái diện mạo khá mới, từ phần kiểu dáng đến thiết kế và khối động cơ được thay đổi khá nhiều các bạn nha. Diện mạo thì vẫn giữ cái nét đặc trưng của thế hệ trước, tuy nhiên thì khung sườn có những cái sự thay đổi nhất định. Các bạn có thể theo dõi một chút ở phần đèn hậu của xe. Rất giống với mẫu xe Honda SH trong thời điểm hiện tại, với hệ thống đèn hậu hơi bo tròn một chút, tuy nhiên vẫn đem đến một cảm giác thể thao, nhưng vẫn chứa đựng cái sự lịch lãm và sang trọng trên cái phần đèn hậu của xe ở đây. Đèn xi nhan cũng được thay đổi lại thiết kế để tương đồng và gắn cùng với phần đèn hậu của xe. Và trên phiên bản mới lần này, Honda đã trang bị cho nó một cái hốc để đồ phía trước. Các bạn có thể theo dõi cụ thể, các bạn có thể để một số những vật dụng cá nhân với phần hốc để đồ tiện dụng này trên mẫu xe Honda Future các bạn nha. Và đặc biệt hơn nữa, trên những mẫu xe Way 125i của Thái ở đây có những cái màu sắc cực kỳ đẹp và những cái sự tương phản màu sắc giữa những mảng nhựa ấy, đem đến một cảm giác thể thao mạnh mẽ và rất đẹp cuốn hút luôn. Hệ thống chìa khóa vẫn 4 trong 1, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên. Các bạn chỉ cần đưa về vị trí share và ấn một phát là yên xe sẽ tự động mở. Rất là tiện dụng cho mẫu xe, và hiện tại trên phiên bản cũ vẫn đang sử dụng cái hệ thống chìa khóa tương tự như thế này các bạn nha. Các bạn có thể theo dõi cận cảnh chi tiết bằng những hình ảnh cụ thể luôn. Tiếp đến, thay đổi rất quan trọng chính là mặt đồng hồ của xe. Các bạn có thể nhìn chính diện trên hình cho mình luôn. Kết hợp giữa analog và LCD để tạo ra một diện mạo mới mẻ cho phần mặt đồng hồ này. Nhìn rất là hầm hố và đẹp. Nó đem đến một cảm giác thể thao hơn cho mẫu xe Honda Future, mà chắc chắn nếu như Honda Future ra mắt vào cuối năm nay thì nó sẽ có phần mặt đồng hồ tương tự như thế này các bạn nha. Và hốc để đồ vẫn rộng lên tới 17 lít để các bạn có thể để được cả một chiếc mũ bảo hiểm full face cả đầu. Kết hợp với đó, bình xăng dưới yên xe cũng được tăng lên với mức là 5,4 lít để các bạn có thể trải nghiệm qua những quãng đường xa hơn và dài hơn. Điều đặc biệt trên cái hệ thống phun xăng điện tử FE lần này chính là Way 125i của Thái chỉ ăn 1,4 lít trên 100 km, tức là còn ít hơn so với phiên bản cũ. Và với khối động cơ các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây, 125 phân khối các bạn nha. Trang bị cực kỳ điển hình xi lanh đơn này. Đem đến công suất mô men xoắn thì gần như vẫn tương tự, không có quá nhiều điểm khác biệt, tuy nhiên được tinh chỉnh lại để nó ăn tiết kiệm xăng hơn so với phiên bản cũ là 1,54 lít. Có thể nói trong thời điểm này với mẫu xe Honda Future 125i hiện tại ở Việt Nam chúng ta và mẫu xe Way 125i phiên bản mới nhất 2023 của Thái đang có rất nhiều điểm khác biệt, từ phần diện mạo thiết kế đến các trang thiết bị tiện ích và phần khối động cơ được tinh chỉnh lại, kể cả hệ thống phun xăng điện tử các bạn nha. Đây là một điều các bạn rất mong ngóng mong chờ, và mình chắc chắn rằng đến 90% mẫu xe Future 125i tại Việt Nam chúng ta sẽ có một diện mạo tương tự. Các bạn nha. Mình có thể nói thêm với các bạn như vậy. Nên chúng ta cùng nhau chờ đón, chắc chắn rằng với những cái gì Honda đang đem lại cho mẫu xe này sẽ là một làn gió mới, một sự lựa chọn mới trong phân khúc xe số phổ thông hiện nay ở Việt Nam chúng ta. Hiện tại thì mẫu xe Way 125i của Thái được sản xuất với cái giá bán hiện tại ở đất nước bạn ấy, với hai phiên bản, dao động trong khoảng tầm từ 34.100.000 đồng đến 35.500.000 đồng với giá bán hiện tại các bạn nha. Ví dụ như mẫu xe Way 125i của Thái khi nhập về Việt Nam chúng ta ở phiên bản 2022 đang có mức giá bán khá cao, đâu đó vào khoảng tầm từ 90 đến 94 triệu các bạn nha. Rất cao luôn, gấp 3 lần so với giá bán của dòng xe Honda Future ở đây. Hiện tại ở Lai Châu mình đang bán mẫu xe Honda Future này với giá dao động trong khoảng tầm từ 31 triệu 500 cho phiên bản phanh đĩa vành nan và 33 triệu 500 cho phiên bản phanh đĩa vành đúc như các bạn đang theo dõi. Một mức giá bán cũng khá là ok. Một số nơi, đặc biệt là ở miền Nam, với đại lý xe máy Đại Nam ở miền Nam các bạn nha,
thì theo mình cập nhật được, giá bán cũng đâu đó dao động khoảng tầm từ 33 đến 34 triệu 500 nghìn đồng cho hai phiên bản mà thôi. Một mức giá bán cũng rất là vừa phải. Nếu như khi về Việt Nam chúng ta với mẫu xe Way 125i mới này được đưa về Việt Nam chúng ta thì chắc chắn giá bán của nó cũng không dưới 90 triệu đâu. Các bạn có thể tin tưởng với mình như vậy. Nên rất mong muốn rằng Honda biết lắng nghe, đáp ứng lại được tiêu chí, yêu cầu của người Việt Nam chúng ta để cho ra cái phiên bản mới với những cái thay đổi thiết kế tương tự giống mẫu xe Way 125i của Thái để đem đến những trải nghiệm mới mẻ hơn cho khách hàng Việt Nam chúng ta. Và khi sản xuất tại Việt Nam thì giá bán của dòng xe cũng sẽ được giảm đi các bạn nha. Đâu đó cũng chỉ ngang bằng giá bán đề xuất của hãng mà thôi. 33-34 triệu mình nghĩ là phù hợp cho một phiên bản mới trên mẫu xe này. Trên phiên bản cũ các bạn cũng có thể theo dõi ở đây, cốp xe cũng rất rộng. Rồi hệ thống phun xăng điện tử và bình xăng ở dưới yên xe. Cốp xe này cũng thoải mái để được cả một chiếc mũ bảo hiểm cả đầu cơ. Mình cũng đã để thử rồi, mình cũng đã có khá nhiều video nói về nội dung này rồi các bạn nha. Và điều mà các bạn quan tâm nữa là khung sườn của xe đã được tinh chỉnh lại, giúp gia tăng độ cứng vững hơn. Nhiều bạn chê là ọp ẹp, nay đã cứng vững hơn rất nhiều rồi. Nhưng điều đặc biệt, cứng vững nhưng lại nhẹ hơn so với mẫu cũ. Và hệ thống treo cũng được chỉnh lại giúp đạt được cái độ cân bằng tốt hơn. Đây là điều mà Honda Thái Lan đang trang bị trên mẫu xe của mình. Rất cụ thể và chi tiết như vậy. Và với những bạn nào đang quan tâm tới mẫu xe phiên bản 125 FI của năm 2022 cũ ở đây, hiện tại vẫn đang còn hàng, có thể đến trực tiếp với xe máy Đại Nam ở Bình Dương hoặc xe máy Lai Châu ở 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu để có thể lựa chọn cho mình cái mẫu xe này các bạn nha. Với những bạn nào có thể điện thoại trước cũng được. Với Lai Châu mình là 0969188283 hoặc với xe máy Đại Nam các bạn liên hệ với số điện thoại là 0917971471 cũng sẽ được bạn Linh tư vấn cụ thể gửi tới các bạn về giá bán của dòng xe này. Rất mong chờ mẫu xe Way 125i của Thái sẽ được sản xuất với cái tên gọi là Future 125 FI của năm 2023 tại Việt Nam chúng ta. Có ra một số những cái chia sẻ mới nhất của Top 5 cũng như đưa ra nhận định chủ quan của cá nhân Top 5 và gần như 90% chắc chắn mẫu xe mới này với vòng đời 4 năm tính từ năm 2018 đến giờ, hơn 4 năm rồi các bạn nha, sẽ có sự thay đổi trong năm 2023. Chắc chắn một điều là như vậy với mẫu xe Future ở đây. Và hy vọng rằng nó sẽ giống, chỉ cần giống với mẫu xe Way 125i của Thái phiên bản mới nhất 2023 thôi là có thể đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí để trải nghiệm cho mình một mẫu xe số phổ thông ở phân khúc tầm trung ở Việt Nam chúng ta các bạn nha. Rồi, các đoạn dõi này của mình, nếu các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào các bạn ở những video tiếp theo.